Thưa các bạn, thì đây là địa điểm thứ hai đoàn của mình đến đây làm thực hiện tại Buôn Mê Thuột. Đó là nhà sinh hoạt cộng đồng Buôn Tẩm Nhung. Bà con đã đến đây đông đủ rồi, anh em mình chuẩn bị bàn kia các cái để mà sắp xếp các phần quà trao cho bà con ở đây.